Mùa hè sôi động là một trong những bộ phim truyền hình dành cho tuổi học trò, được lên sóng vào năm 2009. Phim là câu chuyện xoay quanh 6 bạn trẻ có xuất thân, hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Họ cùng tham gia một chuyến dã ngoại khám phá. Mỗi người một tính cách đã bắt nguồn cho những tình huống dở khóc dở cười, xen lẫn với đó là sự nhiệt huyết, tình cảm chân thành mà các bạn trẻ dành cho nhau. Qua hành trình này, họ đã có nhiều trải nghiệm và rút ra được nhiều bài học bổ ích. Với kịch bản gần gũi, mới mẻ, Mùa hè sôi động đã tạo nên sức hút mạnh mẽ với khán giả phim truyền hình, đặc biệt là khán giả thế hệ cuối 8X và đầu 9X. Bên cạnh đó, bộ phim cũng là bệ phóng cho nhiều tên tuổi như Diễm My 9X, Angela Phương Trinh, Cao Mỹ Kim, Thiên Minh, và sau 13 năm, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên năm nào cũng đã có nhiều thay đổi. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dàn diễn viên trong phim Mùa hè sôi động ngày ấy bây giờ ra sao nhé. 1. Diễm My 9X trong vai Chi. Tham gia phim ảnh từ khi 5 tuổi, Diễm My 9X được xem là sao nhí đầy triển vọng của làng phim Việt. Tuy nhiên, cho đến năm 2009, tên tuổi của cô mới thật sự để lại nhiều dấu ấn sau vai Chi trong Mùa hè sôi động. Diễm My 9X đảm nhận vai Chi, một cô gái mới chỉ 19 tuổi, nhưng phải gánh chịu nỗi đau mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn. Mặc dù vậy, Chi vẫn luôn khéo léo che giấu nỗi buồn bằng nụ cười của mình. Đây là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu về nội tâm nhân vật, và Diễm My đã thể hiện được rất tốt phần diễn của mình. Sau bộ phim dành cho tuổi teen này, Diễm My 9X tiếp tục khẳng định được năng lực cũng như niềm đam mê với môn nghệ thuật thứ bảy. Cô góp mặt nhiều bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh và liên tục gặt hái được nhiều thành công. Một số bộ phim mà mỹ nhân sinh năm 1990 ghi dấu ấn có thể kể đến như Tốc độ đường cong, Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu 1990 hay Cô ba Sài Gòn. Đặc biệt, bộ phim Gái già lắm chiêu 2016 đã trở thành một trong những phim điện ảnh ăn khách nhất năm tại Việt Nam, đem lại thành công lớn về thương mại. Bộ phim nhận được 2 đề cử cánh diều vàng, trong đó có đề cử nữ diễn viên phim điện ảnh dành cho Diễm My. Có thể dễ dàng nhận thấy, dù hóa quý cô cổ điển hay thiếu nữ tuổi teen trẻ trung, Diễm My vẫn lột tả tròn tính cách nhân vật. Gương mặt đẹp góc cạnh của cô được khen rất hợp chất điện ảnh. Hiện tại, Diễm My 9X còn là gương mặt quảng cáo, người mẫu ảnh đắt hàng nhất nhì showbiz. Thêm vào đó, cô còn thể hiện được sự tự tin, duyên dáng khi lấn sân sang làm MC, không chỉ sự nghiệp mà nhan sắc của Diễm My 9X ngày càng thăng hạng. Từ một cô gái có gương mặt tròn, khá bầu bĩnh, phong cách cũng như trang điểm bị cho là già trước tuổi, nay đã trở thành mỹ nhân V-Beats với vi rùa sắc sảo, thời trang sang trọng có thể cân mọi camera thường. Về đời sống tình cảm, Diễm My 9X đang có mối tình 7 năm với Vinh Nguyễn, doanh nhân có tiếng về mảng xây dựng ở Úc, cả hai gặp nhau tại một liên hoan phim và bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò. Trong một vài hình ảnh, có thể thấy cặp đôi trông vô cùng kháng khít và không ngại thể hiện tình cảm của mình trước công chúng. Giờ đây, nhiều người đang mong ngóng một happy ending của Diễm My 9X và bạn trai. 2. Angela Phương Trinh trong vai Hân. Trước khi vào vai Hân trong sáng, đáng yêu trong Mùa hè sôi động, Angela Phương Trinh đã là gương mặt đình đám với khán giả truyền hình nhờ các vai diễn nổi bật trong Ngò gai hay Bà mẹ nhí. Và vai Hân trong Mùa hè sôi động giúp tên tuổi của nữ diễn viên thêm phần tỏa sáng. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm cũng đưa Angela Phương Trinh đến thị phi của showbiz nhanh hơn. Trong số dàn diễn viên của Mùa hè sôi động, có thể nói Angela Phương Trinh là người có nhiều biến động trong sự nghiệp nhất. Những rắc rối mà Angela Phương Trinh vướng phải từng khiến cho báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Sau các vai diễn có thể nói là để đời của mình, Angela Phương Trinh bước vào tuổi đôi mươi với sự thay đổi bất ngờ về hình ảnh. Theo đó, cô ăn diện phóng khoáng, gợi cảm hơn và nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích của dân tình khi cố tình mặc đồ kiệm vải, cắt xẻ, xuyên thấu táo bạo, kèm theo đó, những rắc rối về đời tư của Angela Phương Trinh ngày một nhiều hơn. Việc liên tục vướng scandal khiến cô bị khán giả dán mác là nữ hoàng thị phi của V-Biz. Thời gian gần đây, dù vẫn còn mặc gợi cảm, nhưng Angela Phương Trinh đã tiết chế hơn trước, tạm rời xa showbiz, nữ diễn viên dành nhiều thời gian đi từ thiện, ăn chay trường và tìm kiếm sự bình yên bên gia đình. Trên tài khoản cá nhân, 9X còn thường xuyên đăng tải những triết lý Phật giáo. 3. Cao Mỹ Kim trong vai An. Nhân vật An, một cô tiểu thư con nhà giàu nhõng nhẽo, yếu đuối, được giao cho Cao Mỹ Kim là nhân vật khá ít nói trong phim, cộng với phong cách trò chuyện có phần yếu điệu. Tuy nhiên An lại là người rất biết quan tâm bạn bè, rất nhân hậu, luôn yêu thương và giúp đỡ những người bạn trong nhóm của mình. Thành công của bộ phim Mùa hè sôi động đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên phất lên như diều gặp gió. Thời điểm đó, hình ảnh Cao Mỹ Kim gần như xuất hiện khắp các mặt báo dành cho tuổi teen, cùng với đó là các bộ phim truyền hình. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Dốc Sương Mù, Chuyện Đời, Sắc Màu Hạnh Phúc, Cuộc Chiến Trên Sông, Sau Ánh Hoàng Hôn, Duyên Nghiệp, Hẻm Cụt.
Tuy nhiên, sự nghiệp đóng phim của nữ diễn viên 9X về sau không có nhiều sự đột phá, Cao Mỹ Kim vẫn không thể vượt qua cái bóng quá lớn của mùa hè sôi động năm nào. Bên cạnh diễn xuất, Cao Mỹ Kim còn thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như ca hát, MC. Về đời tư, năm 2017, Cao Mỹ Kim gây chú ý khi thông báo hủy hôn với bạn trai thiếu gia trước một tuần đám cưới diễn ra. Đáng nói, cặp đôi đã đính hôn và chụp ảnh cưới, nên sự việc diễn ra nhanh khiến gia đình của nữ diễn viên không thể can thiệp. Trong một lần hiếm hoi trải lòng, Cao Mỹ Kim tiết lộ cả hai trục trặc tình cảm. Cô tự nhận mình thường trăn trở về những mối tình đã qua, dù buồn nhưng nữ diễn viên không hối hận về quyết định khi ấy. Cao Mỹ Kim từng có mối tình 2 năm với Bùi Anh Tuấn, cả hai quen nhau khi nam ca sĩ chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi không duy trì được lâu, vì cả hai có sự thay đổi. Thời điểm tiết lộ chuyện tình cảm, nữ diễn viên còn bị một số khán giả chỉ trích dựa hơi Bùi Anh Tuấn trong khi cô đã nổi tiếng trước đó. Sau sự việc, Cao Mỹ Kim trở nên kín tiếng hơn. Hiện tại, Cao Mỹ Kim vẫn âm thầm tham gia showbiz, nhưng ít cập nhật trên mạng xã hội. Song song đó, cô cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Bước qua tuổi 30, Cao Mỹ Kim vẫn xinh đẹp và trẻ trung. 4. Thiên Minh trong vai nam. Nếu là fan của mùa hè sôi động, thì chắc hẳn bạn sẽ không thể quên vai nam. Cậu du học sinh mới về nước, có tính cách kiêu căng và hay đệm tiếng Anh khi nói chuyện. Người đảm nhiệm vai diễn này là Thiên Minh, một gương mặt cực hot đối với giới trẻ những năm 2007 đến 2010. Trước khi tham gia phim Mùa Hè Sôi Động, Thiên Minh được nhiều người biết đến với vai trò là ca sĩ, VJ. Sở hữu gương mặt điển trai, cùng với sự đa tài trong nghệ thuật, khi có thể hát, làm VJ, Thiên Minh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong làng giải trí. Tuy nhiên, giữa năm 2010, nam diễn viên quyết định tạm gác tất cả để sang Mỹ du học. Anh dành 4 năm tại Mỹ để theo học chuyên ngành thiết kế nội thất và tìm hiểu song song về nhiếp ảnh. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, anh trở về Việt Nam, nhưng không còn ở vai trò diễn viên hay ca sĩ nữa, mà là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hiện tại, anh còn là một KOL khá nổi tiếng trên mạng xã hội, chủ của một số thương hiệu nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. 5. Văn Anh Duy trong vai Duy. Với phong cách diễn tự nhiên và hài hước, Văn Anh Duy đã mang lại tiếng cười cho khán giả với sự láo cá, thông minh, bướng bỉnh. Qua vai diễn cùng tên trong Mùa Hè Sôi Động, Duy là điểm nhấn đáng nhớ của phim, nhiều nét lém lỉnh, thông minh nhưng nghiện game. Sau Mùa Hè Sôi Động, anh góp mặt trong các phim như Đôi Cánh Đồng Tiền, Hiệp Sĩ Giữa Đời Thường, Tiệm Bánh Hoàng Từ Bé. Nam diễn viên được đánh giá cao khi quyết định rẽ nhánh sang thể loại phim sitcom, gặt hái nhiều thành công trong bộ phim Tiệm Bánh Hoàng Từ Bé. Tại bộ phim này, Văn Anh Duy gây ấn tượng với vai diễn Hòa Quân, một chàng trai giống như Nobita, hậu đậu nhưng luôn nhẹ nhàng, giúp đỡ mọi người. Sau bộ phim này, anh vẫn tham gia nhiều bộ phim khác nhưng không thực sự nổi bật. Sau nhiều năm loay hoay kiếm chỗ đứng trong sự nghiệp, hiện nay anh chàng đã không còn mặn mà với showbiz. Hiện tại Văn Anh Duy đang tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, anh vẫn nhận lời tham gia diễn xuất vài bộ phim ngắn không quá đình đám. Theo những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên trang cá nhân, ngoại hình của Văn Anh Duy có chuyển biến rõ rệt. Văn Anh Duy của hiện tại không còn phong cách teen như trước, mà trở nên lịch lãm và trưởng thành hơn nhờ thay đổi kiểu tóc cũng như phong cách ăn mặc. 6. Phan Nhật Phi Long trong vai Quân. Phan Nhật Phi Long hóa thân vào vai diễn Quân, nhân vật nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả vì có cuộc đời sóng gió, một chàng trai lâm vào con đường nghiện ngập sau khi bố mẹ ly dị. Nhờ sự dứt khoát của bản thân, Quân đã có thể cai nghiện thành công và trở thành người giúp cả nhóm vượt qua được khó khăn xảy đến. Nhân vật này của Phi Long nhận được nhiều sự quan tâm, thời điểm đó nam diễn viên là một ngôi sao lớn của bộ phim. Tiếp theo đó, anh chàng nhận lời mời tham gia nhiều dự án khác và diễn xuất trên các sân khấu lớn. Con đường sự nghiệp của Phi Long cũng gặt hái được nhiều thành công khi anh nhận được giải Mai Vàng năm 2009 với vai diễn Thái Khởi trong Áo Cưới Thiên Đường. Năm 2013, anh xuất sắc giành được giải Vàng Tài Năng Trẻ Đạo Diễn Sân Khấu với tác phẩm Đầu Tay Xin Một Cái Tên. Những vai diễn của Phi Long luôn tạo được dấu ấn bởi chiều sâu và khả năng diễn xuất của anh. Vào năm 2010, Phi Long cùng một số diễn viên trẻ ghi hình cho chương trình truyền hình. Nam diễn viên gặp tai nạn tại phim trường, bị đạo cụ đổ ập vào mặt, anh bị thành cửa va vào sống mũi gây ra vết thương khá nặng. Sau tai nạn, Phi Long vẫn trở lại với dự án và tiếp tục những cảnh quay còn đang dang dở. Nam diễn viên cho thấy hình ảnh chuyên nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, sau đó một thời gian Phi Long không còn tham gia bất cứ dự án nào, nam diễn viên mất tích trên các sân khấu cũng như ở lĩnh vực phim truyền hình. Đến năm 2018, diễn viên sinh năm 1983 mới chính thức trở lại. Anh cho biết gặp vấn đề tâm lý trong thời gian trước và phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để chữa trị. Cho đến thời điểm này, Phi Long vẫn nhiệt huyết với nghệ thuật, tham gia các dự án phim truyền hình, dù không quá nổi bật trên truyền thông,
nhưng gương mặt của anh vẫn để lại ấn tượng với khán giả trong các vai diễn nhiều năm qua. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua một vài thông tin về sự nghiệp cũng như cuộc sống của dàn diễn viên trong phim Mùa hè sôi động 2009 ngày ấy rồi. Quả thật, gần 15 năm đã trôi qua và các diễn viên trẻ nam nào giờ cũng thay đổi rất nhiều rồi đúng không nào? Bạn yêu thích diễn viên nào nhất? Hãy để lại một bình luận cho chúng mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.